Ông Giang Sa Quáng vừa bán hai con trong đàn lợn của gia đình, mỗi con nặng hơn một tạ, mang về gần 20 triệu đồng. Khách cũng đã đặt mua 4 con để dùng trong dịp Tết. 4 con to là để lại ăn một Tết thôi. Và năm sau là đưa nuôi được to hơn cái đấy. Dù mới nuôi đàn lợn đen này được hơn 7 tháng, nhưng Tết này vợ chồng chị Sùng Thị Trao cũng sẽ xuất bán. Hạch toán đầu vào đầu ra, chị Trao khẳng định việc lựa chọn nuôi lợn đen là đúng đắn. Mình bắt đầu mở bán rồi, vừa rồi cũng bán được 2 con. Bán con lợn này thì mình cũng có tiền để mua quần áo cho các con với đồ dùng phục vụ Tết. Phục vụ thị trường Tết Nhâm Dần 2022, xã Thanh Bình có trên 1.200 con lợn đen có thể xuất bán. Cơ bản đã được các thương lái đặt mua, người dân trong xã sẽ có tổng nguồn thu hàng tỷ đồng. Cái giá lợn đen ấy, cứ khoảng tầm thời gian dịch Tết này thì giá lợn đen nó lại tăng lên. Đấy, cứ khoảng dao động từ khoảng 65 đến 75, đấy, tùy theo con lợn và tùy theo cái cách nuôi của từng hộ gia đình. Thứ nhất là nó dễ nuôi là một, thứ hai nữa là tiêu thụ ở giữa các cái thương lái thì người ta cũng cho được một cái giá ổn định và đem lại kinh tế cho bà con. Giá lợn đen năm nay thấp hơn so với mọi năm khoảng từ 25 đến 30%. Tuy nhiên vẫn cao hơn nhiều so với lợn trắng. Với mức giá trung bình từ 65 đến 75 nghìn đồng một kg thì bà con nông dân nuôi lợn đen vẫn có lãi để sắm sửa một cái Tết đủ đầy.